Hello, hello, Dậm xin mến chào quý vị khán giả nha. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Thì lời nói đầu tiên xin Dậm được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha quý vị. Ngày hôm nay em xin phép gửi đến quý vị một câu chuyện nói về chị Ngọc bốc lửa thử một đêm với anh Tây siêu to khổng lồ. Coi làm sao, cái kết ta nó lơ lết luôn. Mến mời quý vị cùng lắng nghe. Chị Ngọc ở đây là em muốn nói về em quý vị. Và câu chuyện này nó diễn biến ra sao? Đầy kịch tính quý vị ơi, cái kết tên nó cực thốn, lên lết luôn. Mến mời quý vị cùng lắng nghe. Thì quý vị đã biết rồi đó, em là một người phụ nữ đơn thân. Ta nói một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, thấy không? Em ở kế bên nhà một cái anh chàng này nè, thấy không? Quý vị mà chưa bao giờ biết em thì em cũng xin giới thiệu sơ sơ vậy đó, chứ nhiều người đã biết cái mặt em quá rồi, không có còn lạ gì hết á. Nhưng mà em muốn kể quý vị nghe câu chuyện mà thử với anh Tây Đen á. Có nhiều người nói cái con nhỏ này tính tình nó như vậy là chỉ có quen Tây Đen được thôi, chứ ai mà dám lấy nó. Thì bữa nay em thử với anh Tây Đen luôn để coi câu chuyện này như thế nào, có đúng những gì quý vị mong đợi không nha quý vị. Lê lết luôn quý vị ơi. Tao nói em kể một cái, tao nói y như phim luôn. Thôi bây giờ em không làm mất thời gian quý vị, mời quý vị cùng lắng nghe nha. Kế nhà em á, có cái anh chàng này nè. Ảnh là giống như là Tây Đen mà lai Việt Nam đó. Ảnh biết tiếng Việt và biết tiếng Tây luôn. Thì anh này á, ảnh cũng có đẹp, có một cái body rất là đẹp, cao to, lực lưỡng, đẹp trai nha. Lực lưỡng dữ lắm. Thì tướng tá ngon lành, cho nên là ảnh cũng được lòng rất là nhiều cô gái. Thì trước đó đó ảnh có một đời vợ, thì không biết làm sao nó mới lấy con ta có 5 tháng à. Rồi cái cô này cổ ly dị, cổ về với má cổ luôn. Rồi sau đó anh này ảnh tiếp tục ảnh lấy thêm một cái cô vợ nữa. Thì cái cô vợ này là coi như mới có 3 tháng, người ta cũng chịu không nổi, ta về với má ta luôn. Rồi ảnh buồn quá, ảnh lấy thêm một cô vợ nữa. Tại tướng tá ngon lành mà, yêu ai thì cô nào cũng chịu chân á. Rồi người ta mới lấy có 2 tháng ta về với má ta luôn. Ta nói bà con hàng xóm á, ai cũng khen anh Tây Đen này sao giỏi, siêng năng, hiền lành, phúc hậu, mà sao kỳ vậy ta, sao kỳ á, lấy vợ cứ cô nào cô nấy. Tôi nói không biết sao chịu nổi hay sao đó, về với má người ta hết trơn, kỳ vậy ta. Thằng này tính tình thấy ngon lành xài được lắm mà sao kỳ vậy. Nói thiệt á, bản thân em ở kế bên nhà của anh này mà em còn hú hồn nữa mà. Mấy trời ơi, ngon lành vậy mà sao không hiểu vì sao mấy nhỏ kia nó chê nó về với má tao trơn. Thì á, ba má của anh này coi như là mong có cháu quá, mới đi thầy bói đồ hỏi đồ này nọ kia đồ. Cái người ta mới phán, ta nói chắc là con của ông bà bị duyên âm nó theo. Bây giờ phải phá cái duyên âm này bằng cách á, phải đi lên đó, về Việt Nam cưới con nhỏ vợ cho thằng này thì mai ra mới được. Rồi ba má của anh này về Việt Nam cũng cưới luôn một cái cô gái Việt Nam đem bảo lãnh qua đây luôn. Mà nói thiệt á hả, lần đầu tiên mà làm đám cưới tôi nó rình rang ở nước ngoài luôn. Thì sau đó đó em nói thiệt quý vị, em cũng thắc mắc lắm, sao mà cái anh này á, ảnh tướng tá ngon mà kỳ vậy ta, mà liệu lấy vợ rồi không biết sống được bao lâu, vợ nhiều khi không biết bao lâu thì người ta bỏ ảnh, người ta về Việt Nam nữa, khổ cho ảnh nữa. Mình cũng mong ảnh có được cái hạnh phúc như bao người, nhưng mà cái hạnh phúc nó không có dễ quý vị ơi. Tới khi mà hai người làm đám cưới nhau xong, cái qua ngày mai là coi như động phòng xong xuôi hết trơn rồi. Qua ngày mai á, tự nhiên á, em đứng ở trước sân của em nè, em quét sân, cái em thấy cái cô vợ của anh này đem mùng mền chiếu gói quần áo ngủ đem ra giặt hết trơn luôn. Cái em mới nói, ủa sao kỳ ta, mới lấy nhau có ngày mà sao đem mùng mền chiếu gói giặt hết trơn vậy, hay là tại nó dơ hay là sao ta, mình cũng không dám hỏi. Nói thiệt cái mình để ý coi ngày mai coi làm sao. Trời ơi, qua ngày mai tao nói y gan vậy luôn, quần mùng mền chiếu gói nó đem ra giặt nữa. Cái kỳ này là coi như con người mình mà cái thà là không biết thôi, mình biết một cái là mình bằng mọi giá, mình bản năng mình nó nhiều chuyện dữ lắm, khủng khiếp lắm. Cái bắt đầu em phi qua, em đứng cái hàng rào em mới hỏi, em gái ơi, em ơi, chị cũng có một vài câu hỏi mà chị muốn hỏi em. Nói thiệt á, chị không phải là chị nhiều chuyện đâu, chị muốn giúp em. Chị thấy sao mà, dạ dạ,
Chị cứ hỏi đi, gặp nhỏ này nó cũng dễ thương, mình hỏi cái nó cũng trả lời, nó chị cứ hỏi đi. Rồi nó cho mình hỏi thì mình phải hỏi thôi. Chị thiệt với em á, nói thiệt á, chị thấy sao mà em mới lấy chồng có ngày mà xem đem mùng mình chú gói em đem giặt hết trơn vậy? Nói cho chị nghe đi, có gì chị giúp đỡ cho chỗ chị em phụ nữ. Dạ cái này em định giấu, nhưng mà thôi chị hỏi thì thôi em cũng nói luôn với chị luôn, em cũng đâu có biết đâu người ta mai mối. Em nghe thấy anh này anh cũng hiền, em lấy ảnh. Nhưng mà chị ơi, tại nó ướt cho nên mùng mình chú gói nó ướt nên em đi giặt. Thôi em đi chợ nha chị, cảm ơn chị hỏi thăm em. Trời ơi, nhỏ này trả lời em cái câu là nó ướt em mới đi giặt, là em càng nhiều chuyện nữa. Em không có biết tại sao, vì sao mà nó bị ướt mà giặt. Cái lúc này là nhỏ này đi rồi, đi chợ rồi, em tức hồi hụi, em tiếc quá. Ước gì mà nhỏ này nó ở lại đi mình hỏi lại cái câu chuyện này nữa, mà hỏi hoài cũng kỳ. Cái mình đợi coi ngày mai coi tình hình nó làm sao rồi mình hỏi tiếp. Trời đất ơi, quả nhiên sáng ngủ dậy đúng như dự đoán của em. Con nhỏ này nó đem mùng mền chứ gối nó ra giặt nữa quý vị ơi. Nó giặt nữa. Trời ơi, cái em không thể nào tin vào mắt mình. Cái em mới phóng hoàng gào em hỏi nữa. Em ơi em. Dạ chị hỏi em gì vậy chị? Ừ, chị muốn hỏi em á, sao mà cái câu hỏi hôm qua em nói với chị á là sao, tại vì nó ướt em mới giặt, mà chị muốn hỏi em là vì sao nó ướt, có thể nói chị nghe được không em? Cái con bé này trả lời vậy nè quý vị. Thôi bây giờ nói thiệt chị, giờ em chán quá. Em chắc xong bữa nay chắc em tìm mua vé bay gấp cấp tốc em về Việt Nam quá, tại em ở không được với anh chồng này. Trời ơi, gì kỳ vậy, em mới lấy chồng có một ngày hai ngày mà rồi về Việt Nam vé bay nào bán gấp với cho em, chứ giờ em không có ở được đâu, tại vì em sai lầm khi mà lấy chồng rồi. Trời nói thiệt với chị, em hối hận, bây giờ em muốn về Việt Nam với má em. Cái mình mới hỏi, trời ơi em ơi, có gì thì cứ từ từ nói chị nghe, có gì chị giúp cho. Chị nói rồi, đồng hương chị giúp đỡ, mà sao em cứ giấu giấu úp úp mở mở hoài, mang khổ trong mình, tội nghiệp em hôn. Thì cái cô gái này cũng mới đồng cảm, cũng thấy ừ đúng rồi đồng hương. Cái cổ mới nói thôi giờ chị hỏi thì thêm em cũng nói thiệt luôn. Nói thiệt với chị là hả, em lấy chồng cũng như mai mối, mà thấy ảnh cũng hiền, ảnh tay đen cũng đẹp trai, thế là em mới lấy ảnh. Nhưng mà ai dè cái đêm đầu tiên động phòng á, thì ảnh cũng muốn vài chén rượu say với bạn ảnh, ảnh về phòng. Thì sau đó đó là ảnh làm đến nỗi mà em té nước luôn, ướt mem chân quần áo, rồi giờ phải đem giặt chứ sao chị ơi, khổ lắm. Giờ chắc em về với má em quá. Cái mình nghe cái vụ té nước này, cái trời, từ hồi cha sanh mẹ đẻ này chưa bao giờ nghe cái chuyện này luôn. Cái bắt đầu cái mình mới nói em nói giỡn hoài, công nhận em khéo nói đùa, em biết đừng nói nhớ chơi ghê. Làm gì có chuyện té nước em? Dạ thiệt mà chị, té nước thiệt. Thôi em nói giỡn mà chị không tin đâu. Chị hả, thiệt chị cũng có chồng nè, chồng chị đi làm ăn xa rồi, xong rồi ly dị rồi, mà chị ở không có một mình ơn rồi. Chị nói thiệt tối vậy, chị chưa bao giờ hả biết cái chuyện té nước gì luôn á. Làm gì có chuyện đó, em xạo quá à, em ơi, làm gì có chuyện đó. Thì cái cô gái này cũng nói thôi giờ em cũng lẹ lẹ em về, em mua vé máy bay em về Việt Nam chị ơi. Cái mình thấy gì cơ hội ngàn năm có một, cái mình mới nói thôi giờ em đằng nào em cũng muốn về Việt Nam hả? Không mấy giờ á em đằng nào em cũng về Việt Nam đúng không? Thì thôi bây giờ em cho chị hỏi thăm vậy nè, tối á em rút rượu cho chồng em uống say đi, rồi á chị nhờ em giúp em, chị muốn em giúp chị được không? Dạ chi vậy chị? Thì chị thấy cái chuyện té nước này nó lạ quá, cho nên là chị cũng muốn thử một cái coi làm sao đó. Thì nhưng mà em phải cho chồng em muốn rượu thì chị mới dám vô đó. Dạ em tưởng chuyện gì, chuyện đó dễ ợt à, đằng nào em với anh này cũng ly dị rồi, em không có ở được đâu. Dạ dạ thôi vậy để tối nay đi nha chị ha. Ừ nếu được vậy thì có gì em tắt đèn đi rồi chị qua ăn hôn. Dạ trời, bé dạ ngọt thớt dễ thương rồi. Cái bắt đầu cái em mới, con Ngọc, chị Ngọc này nè, bắt đầu là đứng ở bên đây thấy nhà người ta tắt đèn, cái bụp cái dập bà bay qua liền. Trời ơi bà bay như sông phi kiếm bập bích vậy bay qua. Thì không biết có làm gì không, mà tao nói sáng sớm đi, tao nói bà đi cái tướng bù xù, tóc tai bù xù tóc tai bù xù như bà điên. Rồi đi ra cái con bé nó nhìn lại nó hỏi, ủa chị Ngọc sao rồi, chị thấy sao rồi chị? Trời em ơi, em nhìn đầu tóc chị đi, rồi em thấy chăng sao gì nữa, ước gì mà hôm qua chị đừng có nghe cái câu chuyện của em kể thì bây giờ nó tốt biết mấy. Nhưng mà chị thử chưa, rồi chị có thấy những gì em nói là đúng hay không? Trời ơi em ơi,
chồng em nó làm em té nước lợ ích, nó làm chị gớt mấy cục mứt ra luôn đây này, rớt mấy cục kia ra luôn đây này. Cái ơi trời ơi trời, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện này. Thì câu chuyện cũng khá là dài rồi, câu chuyện mang tính chất kể chuyện tiếu lâm thôi, và câu chuyện nó không có thật như quý vị, kể cho vui cho yêu đời thôi quý vị ơi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.